Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip sáng ngày 17 tháng 1, Việt Vinh lại giới thiệu đến anh em một bộ loa nghe nhạc xem phim của hãng Bose. Về chất âm của dòng loa này thì Việt Vinh cũng không cần phải nói thêm nữa. Một dòng loa nghe nhạc rất là hay. Khi mà chúng ta đặt bộ loa này ở trong phòng ngủ hoặc là trong những phòng khách, không gian nhỏ, chúng ta nghe cực kỳ tuyệt vời. Và bộ loa Bose mà Việt Vinh muốn giới thiệu đến anh em ngày hôm nay đó là Acoustimat 3 Series 4. Và như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì bộ loa Bose Acoustimat 3 Series 4 này thì nó gồm có một loa súp và hai loa vệ tinh. Bộ loa Bose này thì như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì ở phía trên họ đây là output và ở dưới là input. Bộ loa Bose Acoustimat 3 Series 4 này thì chúng ta chỉ cần một chiếc âm ly thôi và nguồn tín hiệu thì chúng ta có thể chơi được những bản nhạc cực kỳ xuất sắc. Ở phía trên này thì họ để output và dưới này họ để input. Thì những cái này thì Việt Vinh đã giới thiệu rất là kỹ ở những clip trước rồi, nhưng mà Việt Vinh xin nhắc lại. Thì ở phía dưới này họ để là input from âm ly, tức là vế trái và vế phải, cầu loa trái và cầu loa phải thì chúng ta đấu vào cầu loa trái và cầu loa phải của âm ly. Và ở phía trên này họ để là output ra loa, tức là ra loa hai loa vệ tinh. Đây anh em này, output cube này, đấy, ra hai loa cube, tức là hai loa vệ tinh này, thì trái và phải của loa vệ tinh. Đấy, rất đơn giản thôi. Và bộ loa Bose Acoustimat 3 Series 4 này thì nó được sản xuất tại Mexico anh em nhé, Made in Mexico, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, Made in Mexico. Và số series của nó là 316AC. Đấy, anh em có thể nhìn thông số ở trên này nhé. Đây là một bộ loa nghe nhạc rất là hay khi mà chúng ta để trong không gian phòng ngủ hoặc là phòng khách nhỏ, nghe cực kỳ tuyệt vời. Còn đây là hai cái loa cube ở phía trên, anh em có thể nhìn qua. Và bây giờ Việt Vinh sẽ mở e căng, đây là e căng của loa cube. E căng của loa cube. Và đây là hình dáng của hai chiếc loa cube, anh em có thể nhìn qua rất là đẹp đúng không ạ? Tất cả còn nguyên. Mọi cái chỉ có vậy thôi. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm của bộ loa Bose Acoustimat 3 Series 4. Qua Việt Vinh giới thiệu về bộ loa Bose Acoustimat 3 Series 4. Và bộ loa này Việt Vinh bán với giá là 2.800.000 đồng, một mức giá rất là rẻ. Anh em nào có nhu cầu sở hữu bộ loa Bose này thì liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.